Hello anh em ha, tấm pin mà như gương luôn nè anh em thấy không? Đó, ý là trời mới mưa xong mà nó như gương luôn ha. Đó, cái tấm này thì là cao dài, dài 1m2 anh em nha, thì là 6 tấc mà nặng là 12kg, kinh khủng không? Mà giá thì là cực kỳ rẻ nha. Đó, cái tấm pin này thì nó chỉ có một giá bằng một thùng bia thôi. Đó, anh em thấy nó rẻ cực kỳ chưa? Công suất của nó thì là 70W ha, nặng 12kg mà hàng của Mỹ nha, chứ không phải mà hàng của Trung Quốc đâu, nên là anh em lưu ý. Đó, rất là mỏng nha, mỏng như cái lưỡi lam vậy đó. Đây cái bảng thông số ở phía nó ở dưới nè, ngay dây nó ra nè. Cái này thì phù hợp cho anh em mà mua cái dạng mà về mình mới chơi năng lượng mặt trời ban đầu á, hoặc là mình kiếm một cái tấm pin mà hàng chuẩn xịn á, anh em muốn trải nghiệm pin của Mỹ nó như thế nào á, thì là đúng là tiền bát gạo luôn. Sáng giờ có rất là nhiều anh em ở ngoài Hà Nội á thì kêu em ship cái tấm này, nhưng mà thật sự nói với anh em á, cái tấm này nó rất là rẻ, nhưng mà cái tiền ship của nó thì nó lại rất là cao mà cũng không có ship được. Cái này thì phù hợp cho anh em ở gần lại lấy, lại tiệm em lấy nha, rồi anh em trở về anh em xài luôn. Chứ còn mà cái tấm này mà ship thì nó chẳng khác nào là hai cái tấm kính nó ép lại với nhau mà ship thì cực kỳ khó nha. Mấy cái tấm này là thường người ta là đóng vô trong pallet á, là vô một cái kiện container người ta gửi luôn, chứ không có ai mà đóng gửi để mà một hai tấm được, tại vì nó rất là dễ vỡ nha, nó là như một cái tấm kính nha anh em. Đó, do đó là cái tấm này thì em bán là đang là giá rất là dễ chịu cho anh em luôn, rất là mềm, giá bằng một thùng bia thôi. Đó, một tấm như vậy là bằng một thùng bia thôi anh em thấy không? Đó, anh em nào ở gần thì lại lấy ha. Đó, lại tiệm chở về. Đó, hoặc là khu vực An Giang thôi, khu vực tỉnh An Giang thôi thì em về được 10 tấm nha. Đây là hàng xịn của Mỹ ha. Đó, nó hai mặt kính như nè. Đó, anh em nào mua này về, em đang định mua cái tấm này về để em làm thành cái hồ cá là cũng đẹp luôn nha. Đó, anh em nhìn nó như là nó như gương này ha, nó nhìn nó giống như là cái mà đá hoa cương vậy ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cái màu của nó nè, màu của nó là nó khi mà nó vô mưa là cái nước, cái giọt nước của nó là nó biến thành màu tím luôn. Đó, là cái tấm pin là nó pin xịn giống như là bên mà cái mà kính 3M đó anh em, dán chống nóng 3M á, thì khi mà đưa vô nước là nó sẽ biến ra màu tím vậy đó. Nó rất là đẹp luôn nè, thấy không? Em về đi chỉ được có 10 tấm thôi nha. Hồi sáng giờ có ông anh ở ngoài Hà Nội, ông kêu ship cho ổng 2 tấm năn nỉ quá trời luôn. 2 tấm là còn chưa tới nửa triệu nữa ha, 2 tấm là hơn chút xíu ha. Mà ship là ship không được anh em, mà giá là quá mềm luôn. Mà ship không được, ship thì cái tiền phí nó cao, mà chủ yếu là mình sợ nó bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển á, nên là bên em không có dám ship nha, chỉ giao cho anh em trong khu vực ở An Giang thôi. Anh em nào ở tỉnh An Giang thì chạy qua lấy, cái này chở đi hai người, chở xe máy bình thường nha. Đó, nó chỉ có 1m2 mà ngang bề ngang nó là 6 tấc thôi. À, nặng thì là 12kg nha. Đó, 50 tấm này là nặng 120kg. Rồi, ok ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em, hàng VIP nha. Hàng này hiếm lắm, không phải dễ có đâu, tại vì mấy cái này á, người ta bán là một lần là bán là phải 100 tấm, 1000 tấm người ta mới bán, chứ không ai đi bán lẻ giống em đâu. Tại vì bán lẻ vận chuyển nó rất là khó nha. Rồi, ok anh em.